Trước đó, ngay từ những ngày đầu tháng Giêng, Lộc Nhung đã bắt đầu cho thu hoạch rải rác với mức giá khá cao, khoảng 13 triệu đồng 1 kg. Và hiện nay đang là cao điểm chính vụ thu hoạch Lộc Nhung với mức giá giảm nhẹ so với đầu vụ, còn khoảng từ 10 đến 11 triệu đồng mỗi kg. Theo ngành nông nghiệp Hà Tĩnh ước tính, vụ khai thác Lộc Nhung năm nay đạt tổng sản lượng gần 15 tấn, thu hoạch về 160 tỷ đồng. Hiện nay tổng đàn thu trên toàn huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đạt trên 35.000 con, trong đó số thu cho Lộc Nhung chiếm trên 60%, nhờ mang lại giá trị cao, đầu ra ổn định, nghề nuôi thu lấy Lộc Nhung ở Hương Sơn ngày càng được nhân rộng. Đặc biệt sau khi một số cơ sở chế biến sản phẩm từ nhung thu phát triển mạnh với nhiều loại sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao thì giá trị của nhung thu ngày càng được khẳng định và được người tiêu dùng biết đến rộng rãi hơn.